Thưa quý vị và các bạn, tối 31 tháng 1 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk chào 2022. Chương trình do các diễn viên Đoàn ca múa dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn được phát trực tuyến trên tài khoản Facebook, kênh YouTube của Trung tâm Văn hóa tỉnh và chia sẻ trên các kênh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đắk Lắk. Chương trình biểu diễn mang đến những tiết mục về quê hương, tình yêu, mùa xuân, Happy New Year, đón chào năm mới nhằm tạo không khí vui tươi lành mạnh, phấn khởi nhân dịp đón năm mới 2022. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 được triển khai theo mô hình nhà hát truyền hình, nhà hát online nhằm đảm bảo thực hiện linh hoạt thích ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong chương hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tuyệt vời Tây Nguyên sáng tác Nguyễn Văn Hạnh do ca sĩ Rodamix và nhóm múa trình bày. Đi đâu em ơi, dòng trời vui quên những cơn mệt nhoài. Đi đâu em ơi, thì vô hát ca không sống cuộc đời. Và các bạn vừa theo dõi chương trình điện ảnh và sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.